Ôi thằng bô dạo này nó có đá FIFA không chúng mày? Trời ơi, bỏ ở đâu? Chơi hoài. Bỏ đâu? Bỏ vô túi á, bỏ vô túi nè. Rồi. Mẹ ơi. Hôm nào làm kèo nhá, đi tạ lâu lắm rồi không đá đấy. Hôm nào nữa ngày mai luôn đi chứ hôm nào nữa anh. Hay là tao thịt nó trước xong rồi tí nữa sang đi mô chơi nữa. Sói nhỏ. Nữa. Bô chơi không bô? Trời ơi, em có chạy anh đâu? Nè chạy vô nè, chạy vô đá với anh nè. Rồi nha, chạy vô tạo phòng nè. Người 200 nha mọi người nhá. Ừ, được bạn. Vào đây. Anh độ check. Mời anh đây. Mời anh chip đây. Hôm trước em chỉnh rồi. Vòng quanh thế giới à? Ủa, không check chỉnh cái đéo gì? À, em vào hôm em inbox ấy. Em chỉnh rồi nhưng mà sợ nó vẫn khác, sợ nó bị nhầm lẫn gì đấy. Bịt mẹ lâu lắm mà có đọc inbox đéo đâu. Có mà mày có anh có rep em mà. Anh em mình tâm sự với KK Icon còn gì. À thế à, thế là vợ tôi đấy và vợ tao đấy. Sau nói chuyện xong rồi phải hỏi kỹ là nhá. Là chúng ta hay anh Độ đấy. Rồi thế khi anh có cái mát đâu anh Độ? Hả? Anh mát thì anh ví dụ như em chat 3 dấu chấm đầu tiên thì anh mà trả lời 2 dấu chấm thì em biết đấy là anh Độ, còn nếu mà trả lời thôi là biết chị Trang. Cứ quy định thế nhá, chat rồi tao cứ 3 chấm trước xong rồi tao. Ok trả lời. Ok. Nếu như tao 3 chấm lại xong rồi tao mới trả lời là tao, còn trả lời thẳng luôn là vợ tao nhá. Ký hiệu. Chị Trang có đang chơi không anh Độ? Vậy là đăng hình Facebook anh là chị Trang rồi, em thề. Tao có dùng Facebook bao giờ đéo đâu, đi toàn vợ dùng đã lộn. Ôi giời ơi. Bảo sao? Cảm ơn Long nhá, có à, chơi trận bonus không đây? Nói luôn nhá, địt mẹ ông tí lại sửa luật. Sao anh? Có chơi trận bonus không? Trời ơi, bonus cho thằng cắp lóc anh nó đóng em mà. Không được, anh phải bỏ cắp lóc ra. Đấy, em lại sửa luật rồi. Em lại sửa luật. Thế rồi, cứ bình thường, cứ như bình thường nhá. Ok. Ok em nhá. Địt mẹ lâu lắm rồi đéo đá, vãi lùn thật. Em cũng có đá đâu, em cũng có đá. Quần áo phải thay đổi chứ không? Hợp lý anh ơi, quần áo này hợp lý rồi. Được rồi bạn ơi. Chơi mẹ luôn bạn ơi. Bố ơi, lên. Em 2 tháng rồi chưa đá. Làm rạng danh dân cao lãnh bạn ơi. Bố lên bạn ơi. Lồn gì đấy, con mẹ mới lồn. Khách giả, khách giả. Giả bao nhiêu tiền mà cổ vũ kinh vậy? Tôi tên bạn nha bạn. Ơ sao lại Chelsea? Đừng làm mất mặt dân cao lãnh nha. Hỏng rồi. Tên anh được quyền remake. Đéo cần remake, địt mẹ tao là Chelsea. Thế là thua không đổ nha, thua được là rồi. Anh không... Rồi. Tao chọn về Real đây mà nhờ. Qua ba chọn đến C mà, B mới là Real chứ. Nè à. Được chưa? Đéo gì? Vô, lấm đèn. Ôi trời ơi, địt mẹ mày. Em play bạn ơi. Em vừa gánh đấy, địt mẹ. Ngoáy nè. Từ, sút cho bóng ra ngoài, em chỉnh phím cho anh rồi. Không em chỉnh đấy xuống đây. Ôi giời ơi. Đã bên này chỉnh không có vào đéo đâu mà vô minh chỉnh. Ok nha. Chạy đi con, chạy em. Nó lại giả máy ơi, địt mẹ vãi luôn. Ôi giời ơi. Đây, địt mẹ mày giả này. Chịp ơi. Trả kỳ ta, trả tầm bình tiền như vậy. Sala. Đâu Sala? Đấy, Sala đây. Đuổi đấy. Đâu? Đuổi đấy. Đâu? Con mẹ nó khỏe thế nhở? Bóng bóc ba. Ran rít. Rooney. Nè. Đi con mẹ truyền vãi lồn truyền. Đấy rồi, Petit. Đấy rồi. Đây này. Ôi giời ơi. Chim hơi mờ anh ạ. À, em nói là chim mờ mà. Thế là chịu. Đây rồi. Đâu nào? Đây rồi. Xúc miệng một cái liền. Kệ chúng nó, em vẫn xem vẫn nét mà. Đấy, mẹ. Đây nè. Trời ơi. Ôi giời ơi, lỡ mất cái bàn thắng rồi. Vào chưa? Chưa vào. Đây rồi nè, nét. Bây giờ mới vào nè. Ôi, cọc. Cho xem mà, không cọc. Thì anh chịu, cọc chúng anh mà. À thế thì không cọc, Cọc, không cọc, không cọc. Không cọc, địt mẹ không cọc. Ơ kìa. Không cọc. Mày phản công nhanh các bạn nhỏ ơi. Đấy rồi. Đi đều lóc ba. Ôi mày chạy nhanh đấy à. Ôi. Đây rồi. Ôi mày biết đến sút con mẹ mày luôn. Cầu trả anh búa luôn. Anh búa luôn là lẫm tiền em ơi. Chắc quá. Đây rồi. Đây rồi.
Mày lỗi. Mày chụp lấy đi. Chụp con cà cà. Thôi không chụp mà cứ đỡ ra hoài. Nhanh 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 anh Tài ơi, bạn nắm bình thường thôi. Bay đi đã, địt mà nhanh đéo gì. Bay đi đã. Nhanh anh Tài ơi, mình đã bạn nắm báo bình thường mà. Bồi không vô nữa thôi. Ôi, nè, nè, hay quá. Hay quá bố ơi. Sao thoáng thế nhỉ? Hay, hay bố mày. Con mẹ mày. Hay bố. Chạy quả thoáng thế. Hay quá bố ơi. Hay quá bố ơi. Nó đá như vậy mà rồi đá lên đâu. Trời ơi. Hay phối hợp chưa, hay phối hợp chưa. Qua nè. Địt mẹ, thằng David lỗ đít tự nhiên lại chạy cháy chạy cho thằng Liệt mẹ. Hay quá. Uầy, hợp lý thế. Hợp lý thế. Kevin, Salah chạy đi mày ơi. Salah. Đâu? Đấy. Salah đâu? Cú đá sấm sét. Ui giời ơi. Mẹ mày cũng kia luôn vãi rồi. Sao vô được quá này giờ? Sao vào được? Thì cái mẹ đá nó phải như thế. Về vô lý. Vô lý. Kìa. Anh xem này. Đấy. Ôi giời ơi. Mà mày đúng góc chết luôn. Này chúa vô chụp với ai chụp? Không chụp được. Không chụp được. Không chụp được Sân luôn. Sân trơn. Sân trơn. Sân trơn. Hay quá nhờ. Đây nè. Đâu đây nào? Nè anh đâu ơi. Sân trơn đúng không? Ê giời ơi. Là đi. Hay quá. Địt mẹ ai nó. Hay quá bồ. Mau. Ủa, quá nhanh. Trời ơi. Ủa, đi bạn Hòa, có cái đéo gì đâu. Thì Hòa. Ở Thì Hòa. Thì Hòa. Salah. Đâu, Salah đâu. Ôi. Đi ôi, tí ôi, gái được. Mày ối, mày ối. Ối, ối. Ối, ối. Ối. Đây rồi. Bắt vào. Đây rồi. Đi đâu nào. Đánh đầu đơn giản. Đâu nào. Salah đây. Salah, ôi sao không chạy đi. Đi con mẹ thằng lột yếu lắm rồi. Ôi hay. 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 Hay rồi. Hay. Ôi 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 ôi. Ôi ôi ôi. Ôi ôi ôi. Mày không thể hơi phí. Ôi nhắc nhở thôi, nhắc nhở thôi. Một lốp nha. Quá lột. Gì nào, một lốp anh. Ừ. À đâu, một lốp, một lốp, một lốp. Lâu quá không đá, quên. Lâu quá không đá, quên. Ôi, gồm gồm. Cái gì thế, đi con mẹ chuyền kia. Có dấu hiệu cùng ở đây, bây giờ là Cristiano Ronaldo. Ây, đéo được rồi. Ây, đéo được rồi. Điệp man. Ôi. Hay quá em ơi. Một lốp nữa bây giờ. Không, sọt bóng, hợp lý. Ôi rồi ôi. Ôi, đây con ơi. Mẹ mày chuyền thì chạy con mẹ mày luôn đi. Quán đợt sáng không? Sao, 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 sao? 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 Cái gì vậy? Sao? 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 Ui sao? Mẹ. Giật lại cái ối. Giật lại cái ôi. Nhẹ. Cái nhẹ. Nè. Chút. Băm. Hay. Ô, một lốp, một lốp, một lốp. Hai lốp nha. Hai lốp nha. Mẹ mày, sao bây giờ? Xuống góc gần. Ôi, bố ơi. Sai lồn thật. Đầu. Ôi. Lít. Anh đậu chuyện á. Gulit. Ôi đơn giản quá. Sao đơn giản thế? Đơn giản thật, đơn giản thật. Đây rồi. Ôi mất người rồi. Đây rồi. Bố ơi, đây rồi bố ơi. Bố đâu? Đây nè, đây nè. Bố! Bố! Ai nhìn qua mày. Ai bố ơi. Ôi trời ơi, gần biết. Để chấp nhận rồi, thằng David Luiz tịt mẹ lên cao vãi lộn về. Ôi, anh mà nó sút qua giữa hai thằng luôn ạ. Hay quá, nét cơ, nét cơ. Nét. Ông ca phun nét đi. Còn dài phút cuối cùng thôi. Liệu các cầu thủ đây làm có gỡ được hay không đây? Không rồi. Không rồi. Không rồi. Khá bế tắc. Ôi, đi phải được cuộn nữa. Vào đâu? Đâu? Vào đâu? Vào đâu nhờ? Ừ. Vào đâu? Vào đây này! Ôi! Ai?
anh bao nhiêu gì mày hay quá nhỉ. Một trận mấy thằng Chelsea đáng ngu quá. Một trận với lại hai lớp đúng không anh? Một cọc trừ một cọc một thẻ, một cọc một thẻ rồi ok anh ơi. Thầy bố ơi, chưa bao giờ thủ viên đến tin vô như hôm nay. Hôm nay hôm nay đã sáng lắm, đang sáng lắm, hôm nay sáng. Mẹ à, thua quả oan ức thế. Ôi trời ơi, phù phù. Được chưa, chạy nhá. Được rồi anh Tài. Đang bắt đầu được này. cười mà cày quá đây vẫn Chelsea mà sao vẫn Chelsea đến được để phải à, mà thế nó phải là C. Ôi trời ơi lừa rồi ơi, nãy hình như bông biên nhận tiền của bộ béo anh. Đồ đồ hình này sáng mà anh Độ, đồ hình này đá sáng lắm kiểu rồi từ từ ta đá ra để ta đổi lại đội hình cái thôi kìa, không phải là không đá luôn anh trai. Thì ta đổi ra ăn cái đi, bạn Chelsea đá như cứt đi. Ok nha. Đi mẹ vợ ta vừa bảo là anh hét to quá. Vãi lồn thật. Ơ, nghe anh? Ờ, ngoài thế nghe, mà ngoài vẫn nghe thấy rồi anh. Ờ. Anh em đừng có đá bóng sân nhá, đợi trọng tài, tí trọng tài xuống lấy đồ. Ôi ôi. Dốc thế anh trai, trời ơi. Mới vô mà. Dốc vậy, ranh rít. Giật lại nè. Địt mẹ. Chọc khe làm gì? Đây nè, khe đây, đây nè. Đây nè, khe đây nè. Đây nè, khe đi vào. Đây rồi, Luis Figo. Đây đâu, đâu. Đâu, lúc xa. Đây rồi. Đi bạn qua đảo cánh vãi luôn. Ôi, ôi đây rồi. Đi, con mẹ ông Hernandez này vãi luôn thật. Ừ, hay quá. Được cái này cũng ok này. Ném đi đâu, ném đi đâu. Đây này. Đâu nào. Ê. Ok. Đây là gì đấy? Cầu thủ gì anh ơi? Figo! Figo! Ronaldo! Hỏng đâu ra xem xét. Hỏng đâu? Hỏng đâu rồi. Hay quá. Chết hỏng. Anh Tài ơi. Anh Tài đi lấy đồ. Vâng. Trọng tài của chúng ta có một chút tí về rồi. Thì là thắng thắng cái nói kiểu mày hứng khởi vậy luôn đó. Thua thì thấy chứ tiền không tiền. Mỗi trận từ từ. Tiền không liên quan. Từ từ. Nè nè em thắng rồi lấy xe đi bảo luôn. 30 chứ phải là Tết. 30 là Tết rồi mày. Cái thằng tùng béo. Ôi ôi ôi. Mẹ phải bị nhô. Ôi 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 ôi. Đây nè. Đây nè, chạy đi em ơi. Hay quá em ơi. Ây da. Đâu, đừng có xoạc. Sao đâu. Địt mẹ xoạc không kêu ây da như là người bị xoạc vậy. Ây da. Mày chết mẹ rồi. Đâu, chút đâu ơi. Đâu. Không sút. Bây giờ không sút này. Hay quá. Zidane. Thế mà ông Độ không đặt lòng đây. Anh Tài ơi. Qua đây phải xét tê đúng không? Ui, đánh tay kìa. Tài đâu, tài đâu, tài khép vô rồi, khép vô rồi. Ơ. Trời ơi, trận đấu căng thẳng mà anh Tài làm nguội ngắt luôn. Thầy. Ok, đi bắt đầu. Đâu. Mẹ mày, phải lắc cái đầu. Lắc cái đầu. À, Cái gì vậy? Ui ôi, địt mẹ mày siêu phẩm. Quá lòng. Rất đi anh. Rất đi đâu, sút thường địt mẹ. Ui, sút qua hàng luôn. Rồi, sút năng luôn. Lại chẳng sút luôn. Quái lồn quá này, điêu hết nhờ. Ơ. Hay quá. Được em ơi. Được em, nét liền. Nè. Về đây đúng là bô mà tôi biết đây rồi. Địt mẹ các thằng thế nhờ. Tâm lý rồi. Không hề tâm lý. Có một chút tâm lý rồi. Không hề tâm lý. À, ai tâm lý?
Tại thằng Old Trafford thì De Gea đã để thua trước. Ronaldo! Hơi tâm lý. Sao lộn sao vô được? Ôi sao vô được? Hết rồi. Hết rồi. Grandit. Việc con cặc. Đây rồi. Ừ. Đây rồi. Đâu nào? Đậu gung rồi bố ơi. Đậu gung. Fabinho, run đâu mà run. Chạy kìa em ơi. Đừng xoạc nữa. Ôi. Ôi, đây rồi. Ôi. Trời ơi, mày góc này thì chết rồi. Nó mày là như thế. Không sao. Vậy. Càng không, quá cái này, cái này chịu anh ạ. Chịu. Này hơi khó. Ôi ôi bày địt mẹ như con ếch vậy. Góc góc đấy khó quá. Góc này góc chết luôn, như góc chết luôn rồi nè. Gỡ tới đéo được. Gỡ được. Gỡ tới đéo được. Điền luôn đi. Đủ. À đây ơi, ma mày đỡ bóng kìa. Ê ơi. Đâu nào? Ấy. Đây rồi. Ôi. Ê. Ê. Con mẹ mày bấm vào à. Ôi trời ơi. Đúng. Cristiano Ronaldo. Mẹ sủa thế. Không phải là như thế. Ronaldo. Đấy. Ít mẹ cứ cười đi, hòa thôi. Ronaldo. Ơ? Ôi trời ơi. Ôi, ai đánh lại. Ai ôi, đi mày thấy có nhau nữa. Kìa đá đi anh, ơ kìa. Kéo đá. Càng đấy. Sao lại khai đi vào sút? Đúng má. Ôi, khó lắm anh trai ơi. Khó thế cơ à? Khó thế cơ à? Khó thế cơ à? Hay quá mày. Đá đầu kia luôn kìa. Mình đau tim thế à? Chỉnh lên thôi. Ui ôi, run thế đi, mẹ đã run thế. Đây rồi. Đánh riết. Đâu nào? Ôi ôi, ngã. Thề. Dây bóng phải. Cầu thủ Manu lại thề rồi. Ronaldo. Ronaldo. Sao bây giờ? Ronaldo. Đây rồi. Cái phải xàm lồn. Cái kêu quá xàm lồn. Chị tươi rồi. Thế mà thua. Thế lồn. Hay lắm mấy người. Bồi chứ thế chịu rồi. Không cho xem bàn thắng luôn. Ôi ôi ôi. Cuộc. Ôi ôi. 30 phút. Ôi ôi. Các cầu thủ Real không có gì phải vội vàng cả. Các cầu thủ Real không có gì vội vàng cả. Các lấy bắt lên. Thua cháy. Thua cháy. Thua cháy sàm lờn thế. Ông Tha bụi còn trận sau, đi thay quần đi đã. Còn trận sau. Ôi dồi ôi. Ba lốp tiền bàn nhá. Ba lốp tiền bàn nhá. Với hai lốp hôm nay là 5 lốp trước nhá. Mẹ mà đá nó phải như thế. Sao bây giờ? Tự hỏi bản thân mình. Ơn thôi. Tổng bill chắc khoảng 2 triệu. Bữa tối hôm nay là 2 triệu. 2 triệu rưỡi chứ anh. Bây giờ. Không phục. Còn trận bóng lên chứ à? Đã xong đâu. Từ từ. Này, đi mẹ muộn nha, có khi thôi bỏ trận thủ tục nhá. Ok anh. Ok nhá. Trận này quyết định luôn nhá. Ok anh. Ok em. Anh em cổ động viên Bobel đến từ Cao Lãnh đâu rồi? Cổ động viên 2200 ngồi im gu, không có 200 gì nữa nha. Ờ lại có anh cổ vũ Bobel ơi. Nãy giờ tôi ngồi tôi cổ vũ bạn này bạn. Rồi bạn nữa là 400. Để tôi ngồi tôi nói chuyện với bạn cho bạn bình tĩnh thua nha. Thua độ 2 triệu xong rồi mất thêm 4 lít thịt mẹ tiền cổ vũ nữa. Anh Đội ơi, có mình em ngồi đây cổ vũ anh Đội. Không, chẳng này phải hát này. Không, hôm nay tao không thuê nhá. Người ta giả hai lúc bình tĩnh lên rồi, bình tĩnh lên rồi. Em chỉ lấy 20 thôi. Được, 20 được. Đây rồi, bây giờ tình lên nhá, là lấy tiền rồi phải đi bạn mày xứng đáng ấy nhá. Ôi trời ơi, xứng đáng rồi, mà vãi lồn. Em chơi vội thế. Ôi. Không sao đâu, không sao cả. Bình tĩnh lên rồi. Cố tình làm thế cho trận đấu nó hấp dẫn hơn thôi. Zidane. Zidane.
Zidane. Chưa đổ, chưa đổ rồi. Không sao, không sao, không sao. Đây rồi. Đây rồi. Ai đá rồi? Đây rồi. Đây rồi. Đây rồi. Figo là kè. Tiền của anh Bộ ơi. Cái gì cắp lóc đâu. Còn thời gian không? Bắt thế lồn nào được mà bắt. Điều. Sao chạy nhanh thế nhờ? Ờ, sao chạy nhanh thế nhờ? Tại mày đéo bắt chứ. Sao bắt được anh? Bắt được gì thôi? Đấy, địt mẹ, nó truyền luôn đi. Ôi địt mẹ, sao không truyền luôn đi? Đội anh hay bị thủng, vừa đi làm xong anh bị thủng luôn ấy, anh phải bình tĩnh. Ui giời, thủng thế đéo được em ơi. Thủng thế đéo được em ơi. Lạ luôn. Chú luôn đó, đứng kia rồi. Thủng thế đéo được em ơi. Chú luôn rồi. Thủng thế đéo được em ơi. Ôi, 100. Ừ, đúng 100. Địt chú luôn rồi. Ơi cột sang cột dọc 100 à? Em tưởng 50. Gì 50? 50. Tập trung rồi, tập trung bạn, đừng có bạn với tiền. Mình anh đổ thê không bao giờ. Mình cống hiến, không có vì tiền nè. Đúng rồi, đúng rồi. Mình đã cống hiến. Đó. Ôi trời ơi. Có. Đây, trời ơi. Mẹ mày đã lồn. Cái lồn má. Trời ơi, đi quê, đi quê, đi quê, đi quê. Quê quá, quê quá. Đồ má trời. Xe mặt quê mà. Nhìn vui như giống bu quá lồn. Zidane. Đấy rồi. Đừng ăn nữa, đừng ăn nữa. Anh đội. Đây rồi. Đây rồi. Đây rồi. Mày sao nó không rút? Thoải mái lên. Ôi trời ơi. Lầu đây. Hai. Sao sao sao. Ôi. Ôi. Mày thế nhỉ? Toàn ôm mặt. Hai lầu. Vứt mẹ đi. Cô đi ơi. Bắt được rồi. Ôi giời. Đi đây. Lại có phạm lỗi cho thẻ bạc. Đi đây. Đánh thủ môn được, đâu có cố tình đâu sao thẻ được. Ôm thôi, ôm nhau thôi. Ôi cái gì đây? Ôi anh đội tặng quà kìa bố ơi. Quà 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 Giáng sinh, Giáng sinh. Sinh nhật, sinh nhật. Sinh nhật. Hay. Sút. Sút đâu mà sút. Hay à. Hay. Quá sinh nhật. Vừa rồi là một tình huống giúp điểm tốt. Vừa rồi là một tình huống giúp điểm tốt. Nhất quá tàm, nhất quá tàm bên đây. Vừa rồi là một tình huống rất điểm tốt. Hay. Hay đâu? Bình tĩnh bố. Chưa hay. Cánh kia cánh, đúng rồi. Chậm luôn thôi. Đúng rồi. Hay quá à. 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 Cậu thân tiên nhai. Hay quá. Ôi mẹ ơi, mấy lần cổ động viên chất lượng vãi lộn thì mẹ. Bên mình cổ động viên 20.000 chán vãi lộn. Không sao cả em ơi. Yên tâm em ơi. Yên tâm em ơi. Mình thắng đậm này. Yên tâm em ơi. Luis Figo. Đây này. Bè tôi, bè tôi, bè tôi, bè tôi. Đây rồi. Ôi ôi ôi. Thịt má cay vãi lộn rồi. Anh đá thứ rồi, cái cổ vũ nào rồi anh. Không sao em ơi. Không sao em ơi. Không sao, không sao. Thề, chứ mấy cái trái phạt góc này hay thua lắm nè. Tây rồi. Thua đâu được. Ừ hay. Từ từ. Hết giờ rồi, hết giờ rồi. Hết giờ đâu, hết giờ đâu. Hết giờ đâu, hết giờ đâu. Đâu, hết giờ. Ôi, trở lại được nữa. Trở lại được nữa. Mày này. Vãi cả lồn. Mày phát, mày đang có bóng mà mày phát vội làm gì? Úc 45 rồi, sao phải hết giờ chứ? Mày mày đang có bóng đây. Mày giữ bóng thì mẹ mày người ta thổi mày à? Úc 45 giây. Gì đan này. Vội quá. Không sao, không sao, không sao. 12 đều thôi. Đấy, bây giờ mới hết giờ này. Anh Độ ơi, quả cổ viên 20.000 của anh im quá. Cổ viên mong là hiệp 2 anh đừng bỏ lỡ cơ hội và đừng chút vào cọc nữa được không? Bây giờ thêm 10.000 là 30.000 nhá, nhiệt tình lên. Được anh ơi. Anh xin nhẹ nhẹ thôi, đừng xin nhẹ nhẹ. Cổ động viên đấy.
cổ động viên rẻ rúm vãi luôn. Mẹ ông 30.000 à. Cổ động viên ghé lắm. Để cho anh Đồ bảo trả tiền tao, anh Đồ không trả đâu. Đấy rồi, cho lại hai trái một. Nó dám chửi cổ động viên của anh à. Chúng tập đâu đây. Úi dồi ôi, phản công nhanh, phản công nhanh. Đây rồi em ơi. Có mình nó, mình đây rồi em ơi. Một đánh hai. Ronaldo. Đỉnh đỉnh đây bố ơi, cứ theo kèm mới đừng sao. Không sao, nó được, nó được. Ôi ơi, đây rồi, đỉnh mẹ mày. Đây rồi, để cho cháu, để cho ra đi. Ui ui ui, lòng quá, lòng quá. Đúng rồi. Còn lại nhanh. Ui ui ui, đỉnh mẹ. Ôm tao đi. Nhanh tay. Kiệu bố mày lên, kiệu bố mày lên gạch. Anh Tài ơi. Mày kèm nó đang ăn mừng tao làm sao được. Mày không hiểu, cho nó ăn mừng. Mày hiểu. Ok, vụ có Vũ em mà. Tao của Vũ mày đéo đâu, tao trung lập. Chả cú thằng Lôn đâu cả. Em trung lập đúng rồi. Chạy đi bạn ơi. Chốt hạ anh ơi. Chốt hạ này. Chốt hạ đây. Thịt mày sao lâu ông thế này. Và thế là hết. Đó, cũng phán trong rồi. 30.000 đã được túi rồi. Đèn thế. Trời, còn vô mấy cái đòi ấy. Không phục. Đòi ấy. Không phục tí nào thề. Không phục thì trả tiền đi rồi dịp sao phục. Vẫn được em ơi. Vẫn được em ơi. Ronaldo. Khi tâm lý thoải mái. Tâm lý thoải mái. Đây. Đít thòn mẹ mày sút thằng luôn đi. 1 lít nữa. Đỡ được cái cọc hên quá má ơi. Thề. Đánh người kìa. Trong tay. Thấy em đi. Thấy em đi. Tâm lý thoải mái. Trời, anh làm trong tay anh được cũng thẻ mình chứ. Mất mẹ một lốp rồi. Bình tĩnh vô, ăn quả nữa. Cho nó ăn anh Đỗ ơi, cho nó ăn mình gãi. Trời ơi, đụng má làm như tôi mới sinh ra ngày hôm qua. Nó chưa? Đi kìa đấy, đi bạn đi kìa đấy. Cho này trừ 3 cọc. Là này 5 lốp, trừ 3 lốp, là có 1.2 triệu. À đâu, còn chưa tính tiền bàn trận này nữa, trận này bao nhiêu nhỉ? 3-2. 1.2 triệu là cộng thêm 2 lốp rưỡi nữa, là 1.450.000. 4-2 đây anh. 42 à? À ừ. Thế thì là 1.5 triệu. Nhiều gửi. Ừ. Đây, quả tâm lý thoải mái sợ thật, vô lý phát là cọc luôn. 1.5 triệu. Nghe cái con cái thôi. Không, lâu quá không đá, đá gì được rồi, sáng rồi. Địt mẹ man phở phải gọi, địt mẹ một bát 7 quả trứng trần mới được. Địt. Úi giời. Ăn cho nó đã. Sáng đi ăn phở. 4 giờ, 5 giờ được. Sáng đi ăn phở. Ok nhá. Đi ông. Đây em đi. Ok nhá. Đi. Ăn bao, ăn bao nghe nấu, ăn bao nhá. Được, anh vào. Ăn mấy trứng trần cũng được. Đi thêm đĩa quẩy đấy anh ơi. Chưa lấy tiền em bô nổ nhỉ? Quang ơi, 4 giờ thì ăn. Nít rồi mà, nít rồi. Đâu, làm gì có? Phở gánh. 4 giờ ăn ở đâu á? À lên phố cổ, Pino ạ, lên phố cổ. Ôi, thế thì nó lại hợp lý anh ơi. Đâu nét rồi mà ta. Có thấy đâu, làm gì có. Ở đường tàu à? Ủa, vậy là lát rồi anh đâu ơi. Có gì ăn ở ngã tư sở. Lịch sử donate mẹ. À, 5 giờ sáng lên phố cổ ăn bô nha, đây mới là 150.000 nha, bô nha. Bô nha. Nhầm. Vậy là còn nhiêu nữa anh nhờ? Đấy, mẹ donate xong tự nhiên lại đéo nhớ còn bao nhiêu ạ? Còn 1.450.000. 1.450.000. Chỉ nhớ.